Hi, xin chào mọi người nha. Thì lâu lắm rồi mới làm video. Hôm trước thì cũng có đăng video là bán một ngày chủ nhật đó mọi người. Thì cái hôm đó là cơ dự định là quay cho mọi người xem là cơ sẽ chế biến đồ ăn như thế nào, khách quay khách đồ này nọ đó mọi người. Nhưng mà kiểu như làm không kịp á, rồi khách tới á mọi người, cái cơ bị tẩu hỏa nhập ma, rồi cơ cũng quăng luôn cái điện thoại chứ. Kiểu như mình làm không kịp mà mình còn quay quay nữa thì khách người ta đợi lâu á mọi người, thì kiểu như mình thấy có lỗi vậy đó, nên là quăng cái điện thoại ra luôn, xong rồi bắt đầu tập trung là bán cho khách. Tại vì nếu như mà khách tới từ từ á thì làm kịp, mà khách tới một hơi lúc nào cũng vậy mọi người, thường là thứ bảy chủ nhật đó, thì khi mà tại vì cái đúng là cái giờ đó là giờ người ta ăn trưa, thì đâu có thể nào mà mình bắt người ta phải tới từ từ. Đúng cái giờ ăn trưa thì ai cũng ăn như ai thôi, đúng 11 11 giờ cho tới khoảng chừng 1 giờ trưa, 1 giờ 11 giờ đến 1 giờ là giờ ăn trưa của người ta. Nên là cái giờ đó là ai cũng đói rồi. Nên là người ta tới là tới một lượt giờ đó đó mọi người. Nên là kiểu như muốn quay lắm nhưng mà cứ không 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 có đủ khả năng để mà cầm điện thoại mà quay luôn á. Aki thì bận giữ Arashi á mọi người. Tại vì Arashi thì chủ nhật nó được nghỉ á. Đó nên là cũng không có thể phụ được gì nhiều nè. Rồi có mình lên cơ nữa. Mà khách thì nhiều quá. Trong khi đó thì cái bếp của cơ á mọi người thì nó cũng nhỏ chứ nó không có to. Và những cái dụng cụ mà gia đình cơ chuẩn bị để buôn bán thì nó cũng chỉ là những cái dạng mà bình thường hàng ngày mọi người. Chứ nó không phải là dạng chuyên về bếp núc của thợ đầu bếp ấy. Như của người ta sẽ sử dụng làm dạng mà bếp ga mà công suất lớn á mọi người, là mọi người bắt cái nồi nước lên là tầm 1 phút 2 phút là nước sôi rồi. Còn như cơ thì bây giờ vẫn còn phải sử dụng là bếp ga mini nè, rồi bếp điện nè nó, nên là cái thời gian mà đợi nước sôi để trụng bánh hay là nấu nước lèo cho sôi, tại vì nấu thì tới 2 3 món á mọi người, nào là phở nè, bún bò nè, hủ tiếu rồi, thì nó nhiều nồi á, nên là không thể nào mà có đủ bếp để mà để bắt xiên suốt. Với lại cơ nấu thì theo cái kiểu như là ví dụ như là khách mua tới đâu ăn tới đâu á thì cơ sẽ múc nước lèo ra và nó làm nóng lúc đó, chứ cơ không có ninh cái nồi trực tiếp ở trên cái bếp luôn á mọi người. Tại vì nếu ninh như vậy mà thời gian lâu á thì nước lèo nó sẽ bị sắc xuống và nó sẽ bị mặn á đó, nên là cơ cũng sẽ chuẩn bị một nồi nước lèo như vậy. Nhưng mà khi khách tới thì cơ sẽ chia phần ra và làm nóng lại từng phần riêng vậy mọi người, để cho cái nước lèo của nó luôn luôn ngon và nó không có bị mặn á. Và với lại là kiểu như từ đó giờ thì cũng mới là lần đầu tiên mà kinh doanh buôn bán đồ ăn như thế, nên là cũng chưa có kinh nghiệm nhiều á, nên là nó cũng có rất là nhiều sai sót, và hầu như là khách tới quán cơ là phải đợi, là có người phải đợi 1 tiếng hơn luôn á mới được ăn á mọi người. Nhưng mà kiểu như là mọi người cũng thông cảm là cơ cũng đang bầu bì á mọi người, nên là làm cũng không thể nào mà nhanh được như ở ngoài tiệm của người ta, và lại không có người phụ rồi đó, nên hầu như là ai tới là cũng sẽ thông cảm và bỏ qua vấn đề đó. Nhưng mà cơ cũng nghĩ là tương lai cơ cũng sẽ cố gắng khắc phục, khi mà mình đủ điều kiện thì mình sẽ mua máy móc tốt hơn đồ, thì chứ không thể nào mà mình cứ lợi dụng cái kiểu mà người ta thông cảm cho mình và mình cứ nằm đứng yên tại chỗ như vậy là không được. Nhưng mà kiểu như bây giờ tiền vốn đồ này nọ thì cứ tấp vô cái quán hết rồi mọi người, nên nếu mà bây giờ mà bùng ra mà để đầu tư nữa thì không có khả năng á, nên là đầu tiên trước mắt thì cứ duy trì và cố gắng cải thiện, đến khi nào mà mình có điều kiện nữa thì mình sẽ mua những cái loại máy tốt hơn á. Tại vì bây giờ là cũng nhiều thứ cũng còn phải mua, chứ không phải là mua đủ rồi nữa, mỗi ngày đều phải sắm thêm một vài món mới rồi đó mọi người. Hôm nay á, thì cơ làm rạp xưởng, tại vì kiểu như là từ hồi mở cái quán ra thì không có thời gian nhiều mọi người, rồi lạp xưởng thì khách đặt càng ngày càng nhiều mà cơ không có thể nào mà làm kịp á. Hôm nay thì cơ treo cái bảng nghỉ bán ở ngoài trước cửa để cơ tập trung làm lạp xưởng để trả cho khách, chứ mình cũng không thể nào mà mình ôm cái quán và mình bỏ một cái nghề lạp xưởng. Thì bây giờ thì tranh thủ là trả đơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, rồi cầm cự đợi cho
ngày mà rước mẹ cơ sang á mọi người, để mẹ cơ phụ với cơ. Chứ giờ thì ở bên Nhật thì mọi người biết không phải như Việt Nam mình, là mọi người muốn thuê người, muốn mướn người phụ á là mọi người thuê, tại vì bên đây muốn thuê muốn mướn thì phải giấy tờ rồi này nọ đó mọi người. Còn kiểu như mà bây giờ cơ thuê thì cũng không thể nào mà trả lương như người Nhật trả lương được nó, tại vì cái kiểu như mà làm như thế này á, thì nó là dạng như là ăn sản phẩm rồi. Nếu như mà mua thuê một người mà vô mà làm chưa có quen việc mà cơ trả lương cao thì trời, cơ sẽ gọi là cơ lỗ mọi người, không lời không về vốn mà còn lỗ nữa. Mà nếu mà làm theo cái khả năng một người mới á, thì chắc chắn là lương rất là thấp ấy, nên là cũng khó tuyển người nè đó. Còn ví dụ như mà bây giờ mình có mấy bạn thực tập sinh nữa là cũng muốn làm cho cơ mọi người, nhưng mà đâu cơ đâu có dám thuê đâu, thuê như vậy nếu mà công an người ta biết á, người ta sẽ bắt. Lúc đó hậu quả là bị tịch thu luôn giấy phép kinh doanh rồi bị phạt tiền nữa, thì nó rất là nguy hiểm. Nên là bây giờ mình cứ làm trong cái khả năng của mình thôi, cầm cự được tới nào cầm cự thôi, chứ cũng không thể nào mà mình tham lam quá, mình muốn cái gì cũng toàn diện được hết. Hiện tại thì hôm hôm bữa giờ thì cũng ít ra video á mọi người, xong rồi cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là không biết là cơ sanh chưa. Không có hóng, không có kiểu như là không có cập nhật được thông tin là cơ đang như thế nào mọi người. Nhưng mà tới là còn khoảng một tháng nữa là cơ mới sanh, thì dự kiến sanh của cơ là 24 tháng 11, thì cũng tầm khoảng một tháng nữa thì cơ mới sanh. Nhưng mà kiểu như đứa thứ hai thì mình không có biết là sanh sớm hay là sanh trễ nữa, nhưng mà mình cứ cứ trong tâm lý bây giờ là còn trong vòng khoảng một tháng nữa là sanh đó mọi người. Còn nhiều bạn hỏi là sao chưa rước mẹ cơ sang nữa, thì đó là hồ sơ thì cơ cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng mà kiểu như thì mọi người cũng biết có hai vợ chồng mà vừa mở ra buôn bán như thế này thì giấy tờ của nó rất là nhiều. Nó thì vừa chuẩn bị giấy tờ của quán này, giấy phép kinh doanh nè đó, rồi vừa chuẩn bị giấy tờ của mẹ nữa, nó kiểu như là nhiều việc. Rồi lúc đó chuyển cơ nghỉ làm thì phải làm thêm đổi giấy tờ để cho Arashi đi học tiếp tục đó mọi người, thì nó rất là nhiều nhiều cái giấy tờ và nhiều cái việc mà mình còn phải làm. Nên là thấy hôm trước là cơ gửi giấy tờ về, nhưng mà cái số của cơ nó mọi người nó không có được suôn sẻ ha. Là khi cơ gửi giấy tờ về thì lúc đó là cơ hồi trước thì cơ thường gửi là gửi bưu điện của Nhật, thì trong vòng khoảng một tuần thì nó sẽ về tới Việt Nam nó. Nhưng mà cái chuyến này thì cơ cũng nói là thôi, tại vì cơ thấy có cũng như là cái bạn mà cơ hay nhờ sắp đồ về từ Việt Nam sang Nhật đó mọi người, thì cái bạn đó là hay bay qua bay lại á, thì cơ nghĩ là nếu như mà nhờ người đó thì nó sẽ nhanh hơn. Tại vì cơ gửi lên trên bạn đó xách về gửi bưu điện ở Việt Nam á mọi người, thì trong vòng khoảng chắc từng 4-5 ngày là mẹ cơ nhận được rồi, thì cơ tiết kiệm khoảng chừng 2 ngày, nhanh hơn bưu điện 2 ngày đó. Chỉ có cái nhanh hơn bưu điện 2 ngày, suy nghĩ như thế thôi nha mọi người, thì cơ mới nhờ cái bạn đó thì bạn xách hồ sơ về giùm cơ. Thì kiểu như cơ vừa gửi xong 2 ngày sau là cơ thấy có cái điểm gì mà sao trong lòng mình nó cứ nôn nao, nó sao sao mọi người đó. Nên là cơ mới nhắn tin cho các bạn đó, thì cơ mới hỏi là bạn ơi, là cái giấy tờ của mình đó bạn gửi về Việt Nam á, là gửi về nhà mình chưa, nó tầm bao lâu là mẹ mình nhận được. Thì cái bạn đó như là bạn cũng bận, thì đúng là công việc thì ai cũng bận rồi, thì bạn đó trả lời cũng hơi chậm. Nhưng mà khi đến thì bạn đó trả lời thì bạn đó nói là bạn đó không có sách về, nhưng mà bạn đó đưa cho một cái người khác bay đem về mọi người, thì người ta gửi. Cái nhưng mà cơ kiểu như là trong cái trong lòng của cơ nó cứ kiểu sao ấy, nên cơ cứ nhắn tin hỏi liên tục. Cơ mới hỏi là nhưng mà bạn đã chắc chắn là bạn đã gửi về cho nhà của cơ rồi đúng không? Nó thì kiểu như là cơ muốn xác nhận là đã gửi hay chưa, cơ chỉ muốn biết là gửi hay chưa thôi. Thì cái bạn đó thì vẫn không trả lời. Đến 2 ngày hôm sau thì bạn đó mới trả lời là mới nói là cơ có ghi cái địa chỉ ở nhà trên cái hồ sơ hay không. Thì cơ mới nói là trong cái hồ sơ đó là cơ đã ghi cái địa chỉ và cơ dán hẳn lên cái hồ sơ, chỉ cần mở cái bì thư ra thôi là đã thấy cái địa chỉ nằm trần dân rồi. Đấy, xong rồi bắt đầu cái qua đâu tới hôm sau thì bạn đó mới trả lời. Thì bạn đó mới nói là bạn ơi, là cái kho đó nó gửi cái hồ sơ của mẹ cơ đi đến nhà của người khác. Mọi người hiểu cái cảm giác lúc đó
Cô nói thì với mọi người chứ cô tức dữ lắm luôn. Cô nói là cô đã có cái điềm rồi, mình đã muốn xác nhận hai ba lần như thế rồi là mình đã có cái điềm rồi. Thì cái lúc đó kiểu như là vừa muốn khóc mà vừa tức cái lòng ngực. Xong cô mới nói rồi bây giờ sao, tại vì giấy tờ nó là rất là quan trọng đó mọi người, bây giờ gửi nhầm đi rồi bây giờ tới cái người đó thì bây giờ mình kêu người ta gửi lại cho mình đi thì có chắc người ta sẽ gửi liền hay không, hay là không phải việc của người ta nên người ta sẽ từ từ hay gì đó, nó sẽ gây ra nhiều cái nói dài ra nữa. Xong lúc đó cơ mới hoảng quá rồi thì cơ mới nói thì bây giờ cái hồ sơ của mình sao vậy đây, thì cái bạn đó bạn nói là bạn đã nhờ cái người mà nhận nhầm á, gửi ngược về cho bạn rồi nó, thì bây giờ bạn sẽ gửi hồ sơ của mẹ mình về cho mẹ mình. Thì cái hôm đó là bạn đó nói là gửi là hôm thứ sáu, thì bạn đó có chụp cho mình cái thông tin là cái thông tin là đã gửi mọi người. Thì mình mới nói là khi nào mình nhận được ấy, mẹ mình nhận được ấy, thì bạn đó có nói là dự kiến là thứ hai, nó thứ sáu gửi là thứ hai nhận, thì bắt đầu là gửi từ Hà Nội ấy mọi người. Thì bắt đầu là mình mới nói ừ thì bây giờ lỡ rồi chứ mình cũng không thể nào nói được, tại vì người cứ nghĩ là nhiều khi cái số mình xui thôi. Thì sau đó thì bắt đầu là mình mới đợi là tới thứ hai thì cô mới điện thoại cho mẹ cô biết luôn là có nhận được chưa, có nhận được chưa. Thì lúc đó kiểu như nó cũng nôn nao nên là cứ luôn luôn là điện thoại hỏi thăm xác nhận. Thì mẹ cô mới nói là gửi ai mà gửi sao chuyến này lâu dữ vậy rồi đợi đợi vậy đó. Thì cái đến lúc và cái thứ hai tới tối cô mới nhắn tin cho các bạn đó là bạn ơi khi nào mẹ mình mới nhận được, tại vì hôm nói hôm nay nhận nhưng mà hôm nay là vẫn chưa thấy ai giao. Thì bạn nó cũng chưa trả lời, nhưng mà qua tới ngày hôm thứ ba buổi chiều thì bạn nó mới trả lời cho mình á, là bạn nó xin lỗi mình á, là bạn nó có chụp cái tin nhắn là gửi qua cho mình á coi á, thì mới nói là cái chỗ mà giao hàng á nó tự hủy cái đơn hàng đó và nó không giao đi á mọi người. Mọi người hiểu hiểu cái cảm giác mình lúc đó mình cảm thấy là muốn khóc ghê gớm lắm. Mình nói là tại sao mà có thể xui như vậy được, tại sao mà trục trặc gì nhiều như thế được. Cái bắt đầu bạn nó mới nói là tại vì cái chỗ vận chuyển nó tự hủy ấy, rồi bạn nó cũng không biết làm sao á. Xong rồi cái đầu bạn nó mới nói là nhưng mà hôm nay bạn nó đi lấy đem đi rửa gửi lại rồi thì chắc chắn là tầm là thứ ba gửi thì thứ năm nhận á mọi người nó. Thì bắt đầu là mình cũng phải do giờ gán đợi thôi chứ giờ mình cũng không thể làm gì được người ta, mình cũng không thể chửi đồ này nọ nữa. Tóm lại là không 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 bây giờ không thể nào trách là lỗi của ai hết, chỉ có trách bản thân mình thôi. Mình tiếc 2 ngày để dẫn tới hậu quả là cái hồ sơ của mình bị gửi ra là nó hơn 2 tuần lễ đó. Xong rồi bắt đầu cái lúc mà mẹ cơ nhận được á mọi người, xong bắt đầu cô mới dặn là mẹ trong ngày hôm đó là ký tên xong rồi đem đi gửi liền luôn, gửi nhanh ra ngoài Hà Nội gấp cái chỗ mà làm visa mọi người. Thì đến lúc mà gửi nhanh ra ngoài đó thì gửi ra đó là hôm thứ sáu là người ta nhận được, hôm thứ sáu là nhận được, thứ năm nhận bắt đầu là mẹ cứ đi gửi liền mọi người, là thứ sáu là bắt đầu bên ngoài Hà Nội người ta nhận được. Xong bắt đầu là người ta liên hệ liền với mẹ mình là mẹ nói là cái hộ chiếu của mẹ mình nó là không có ngày tháng chỉ có năm sinh thôi thì không được chấp nhận, phải đi làm cái hộ chiếu mới. Rồi lúc đó mẹ mình điện cho mình xong cái mình ôi trời ơi trời, còn cái gì nữa, tới luôn đi, tới hết luôn đi chứ bây giờ là quá hụt hẫng. Xong rồi mẹ cơ mới nói là gì hôm bữa là mẹ cơ nghi rồi, cái lúc mà đi làm lại căn cước là mẹ cơ nghi rồi, mẹ cơ đã hỏi cái hàng ở ngoài chỗ cục công an đó rồi, thì nó nói là không sao, hôm trước cầm cái hộ chiếu này đi được thì chắc chắn thì bây giờ đi bình thường, chứ còn nếu như mà lúc đó cái thằng đó nó nói ờ thôi bây giờ làm lại luôn thì bây giờ hộ chiếu thì người ta có cái dạng mà làm con chip gì đó mọi người, thì cập nhật luôn ngày tháng năm sinh gì đó thì làm luôn. Cái thằng đó thì nó cứ nói với mẹ cơ là không sao nên là mẹ cơ cũng ỷ y là không làm lại. Rồi cuối cùng bây giờ gửi ra Hà Nội xong người ta nói là bây giờ ở lãnh sự quán là người ta không chấp nhận cái hộ chiếu mà không có ngày tháng á mọi người. Rồi xong bắt đầu phải gửi ngược cái hộ chiếu với lại cái căn cước công dân ngược về cho mẹ cơ để mẹ cơ đi làm lại hộ chiếu đó mọi người coi á, nó rất là kiểu như nó làm sao đâu. Xong rồi cái bắt đầu cái kiểu lúc đó rồi cái bắt đầu cơ mới nói là bây giờ nếu mà làm lại thì cũng phải mất 2 tuần nữa. Cái chị đó mới nói là bây giờ người ta có làm theo dạng dịch vụ á mọi người, thì trong vòng là 3 ngày là có ấy. Xong rồi mẹ cơ mới đi đi nhờ rồi nó nói về trong hàng xóm là người ta quen biết cái hàng làm dịch vụ á mọi người, thì mới nhờ cái hàng dịch vụ đó làm, thì nó nói là làm bây giờ là
làm là thứ sáng, hôm 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 thứ sáu người ta gửi ra là hôm thứ bảy là nhận được. Nhận được thì bắt đầu cái thằng đó nó lấy thông tin, thì bắt đầu là nó gửi ra ngoài Hà Nội làm á mọi người. Thì bây giờ là thứ bảy gửi hồ sơ thì tầm là thứ sáu là trong vòng một tuần lễ á, thì sẽ có, thì nó sẽ lấy giá là 4,5 triệu á mọi người. Đó, xong rồi bắt đầu thì bây giờ bao nhiêu tiền giờ cũng phải làm thôi, chứ bây giờ mà mình làm bình thường 2 tuần lễ thì lúc đó cơ xanh mất tiêu rồi, mẹ cơ qua cũng không có kịp nữa. Nó xong rồi bắt đầu là kêu nó làm gấp giùm, thì nó mới lúc mà gửi hồ sơ xong rồi nó mới nói là nếu mà làm theo cái dạng mà nhanh nhất á, hôm trước làm hôm sau có á, thì là 8 triệu. Cái cơ mấy kia mẹ cơ điện thoại cho nó nói là làm luôn cái 8 triệu đó đi. Mẹ cơ mới nói là trời ơi mày làm như giàu lắm hả, tiền dễ kiếm lắm hả. Cơ mới nói tiền không có dễ kiếm nhưng mà bây giờ mình đang cần gấp nó. Cái bây giờ mình đã bỏ ra là 4,5 triệu rồi, giờ bỏ thêm 3,5 triệu nữa đi cho nó nhanh gọn lẹ, ví dụ mình bớt ăn lại, mình bớt xài lại thêm một xíu nữa để cho cái chuyện này nó làm suôn sẻ nhanh gọn lẹ. Thì lúc đó là mẹ cơ mới điện cho cái thằng đó mới nói là thôi bây giờ tao trả thêm tiền, thì mày làm cho tao là hôm trước hôm sau có. Thì cái thằng đó mới nói là bây giờ là trễ rồi, nó đã gửi hồ sơ đi ra ngoài kia làm rồi, thôi bây giờ gán đợi tới thứ sáu đi. Đó thì hôm nay nè, hôm nay là thứ năm nè mọi người, hôm nay thứ năm là ngày mai sẽ có hộ chiếu. Nhưng mà hôm qua là thứ tư thì nó có điện thoại nó mới nói là hộ chiếu là thứ nào chiều 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 nay là thứ năm, là chiều nay thứ năm 4 giờ là sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì nó kêu mẹ cơ là muốn có nhanh á thì bắt xe đi lên trên ngay chỗ địa chỉ ở trên thành phố ấy, thì ngồi trên đó đợi 4 giờ chiều nó sẽ có người đem hộ chiếu lại mọi người. Thì bây giờ cơ kêu mẹ cơ là bắt xe đi lên trên đó đợi, là 4 giờ chiều lấy được hộ chiếu là xong, chạy qua bên bưu điện gửi liền ra ngoài Hà Nội gấp luôn đó, để làm cái visa. Tại vì cơ cứ sợ là bây giờ công việc thì cơ làm đợt này thì cơ cũng muốn làm nhiều mọi người, thì cơ sợ là ví dụ mình mệt mỏi quá rồi mình sanh bé sớm hơn dự định ấy, thì sợ là cái giấy tờ nó không xong thì mẹ cơ qua qua cái lúc mà cơ đang mới đẻ thì cơ cũng không thể đi rước được nữa nè, nó lại chụp giật nhiều cái đó mọi người. Nên là bây giờ chỉ cần là cầu trời cầu Phật là cho người ta xét duyệt cái hồ sơ ok và cho mẹ cơ có visa, rồi xong là mua vé máy bay bay liền luôn. Bay liền qua bên đây liền luôn. Tại vì cơ là dự định đó mọi người, là mẹ sang xong rồi cơ sẽ chỉ mẹ cơ lại cái nấu nướng, ba cái công thức nấu nướng, rồi bắt đầu là buôn bán. Mẹ cơ cũng phải thử tập buôn bán cho quen á, thì đến lúc mà khi mà cơ sanh em bé thì trong cái thời gian mà cơ nằm nghỉ á, thì mẹ cơ cũng có thể bán được cái mọi người, bán được cái nào hay cái đó rồi mọi người. Còn ví dụ như nếu mà xui rủi là qua trễ á, thì không bán được thì thôi, thì chắc là sẽ tạm đóng cửa nghỉ, không bán đồ ăn, bán đồ khô thôi, hoặc là mẹ cơ sẽ làm lập xưởng, thì kiểu như đó là tùy theo cái tình hình tới đó thôi. Kiểu như bây giờ là tới đâu hay tới đó, chứ mình cũng không thể nào mà mình muốn cái gì là được cái đó. Tại vì thấy cái gì nó cũng trục trặc, nó không có suôn sẻ hết trơn. Nhưng mà bây giờ hiện tại nói là hôm nay có hộ chiếu rồi nên là cũng mừng mừng, cũng vui vui với mọi người. Giờ chỉ còn ở đợi là hồ sơ người ta xét duyệt xong rồi thì mong là cái kết quả là nó sẽ cho mẹ cơ sang. Trời, chứ giờ kiểu như là công việc thì rất là nhiều mà không có ai phụ đâu mọi người. Cơ có nói với Aki là Aki nghỉ làm để phụ cơ mọi người. Cơ không có muốn là hai đứa mỗi người một công việc, cơ nhà rồi Aki đi làm trên núi công việc thì nguy hiểm rồi này nọ đó. Nghỉ ở nhà đi, làm mình có nhiêu mình ăn nhiêu, mình vui vẻ sống qua ngày thôi. Thì Aki cũng đồng ý, nhưng mà hiện tại là cơ chuẩn bị sanh em bé nên là cái kiểu như là cần có bảo hiểm á mọi người. Nếu như bây giờ Aki nghỉ liền á thì phải làm tự đóng bảo hiểm, nhưng mà cái giấy tờ thì nó cũng sẽ phải tốn thời gian. Thì bây giờ cơ sắp sinh rồi, nếu như mà bây giờ nghỉ ngang á thì cái lúc mà cơ sanh á thì bảo hiểm lại không có rồi này nọ, thì tốn cái chi phí rất cao. Nên là Aki nói là thôi bây giờ gán đợi là cơ sanh em bé xong rồi bắt đầu là mà có mẹ cơ phụ á mọi người. Nó thì đến lúc mà khi mà mẹ cơ xong 3 tháng mẹ cơ về á thì lúc đó Aki sẽ xin nghỉ làm ở công ty và ở nhà phụ cơ chăm em, rồi cơ muốn buôn bán gì đó cơ buôn bán là Aki sẽ nghỉ ở nhà luôn á mọi người. Tại hiện tại thì từ lúc mà mở cửa buôn bán tới giờ
Thì Aki đi làm cũng không có nhiều. Thứ bảy là phải nghỉ ở nhà phụ cơ này đó, nên là một tuần là nghỉ hết 2 ngày rồi, còn chưa tính những ngày mưa gió nghỉ nữa. Thì bây giờ hiện tại mỗi tháng lương của Aki cũng không có làm được bao nhiêu cho, thì con mới nói thôi nếu mình đã công việc làm ít như vậy, lương ít nữa thì thôi, thì chẳng khác nào anh ở nhà anh phụ em, nhiều khi em làm lập xưởng em bán, còn anh mà anh bán ở bên quán á, thì còn nhiều hơn là hai vợ chồng đi làm nữa. Thì Aki mới nói là anh cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thôi gán là đợi đợi cơ sanh xong cái đi, để bảo hiểm rồi giấy tờ rồi xong hết đó mọi người, thì lúc đó anh sẽ nghỉ. Chứ hiện tại thì cái công ty của Aki bây giờ nó cũng không còn ai nữa rồi. Công việc rất là nhàm chán nên là mọi người nghỉ hết trơn, còn có mình nóng. Ông mới nói là anh mà nghỉ nữa là công ty nó phá sản. Cơ mới nói thì kệ, cái chuyện phá sản là cái chuyện của người ta, còn cái việc của mình là mình nên là quan tâm đó chính là cái gia đình của mình đó mọi người. Từ lâu thì cơ đến ngày hôm nay cô cứ cố gắng mỗi ngày nhiều 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 như vậy, thì cơ chỉ mong là Aki sẽ nghỉ làm để ở nhà với cơ làm buôn bán đồ này nọ. Hai vợ chồng không có, hai chồng cơ thì không có xài gì nhiều mọi người, hai chồng được cái hai vợ chồng cùng nhau tiết kiệm rồi đó, nên là rất chi là nếu như mà hai đứa mà cùng nhau buôn bán thì cơ nghĩ là sẽ tốt hơn. Còn còn có thời gian bên nhau nhiều hơn rồi này nọ nữa. Bây giờ buộc xong cái đống này thì cơ sẽ đi làm nem và chả nữa, loay hoay là hết ngày. Nhưng mà kiểu như là được làm việc mình thích nên là mình cũng vui. Còn hơn kiểu như đi làm trong công ty mệt lắm mọi người. Công việc thì cũng nhẹ nhàng đó, nhưng mà kiểu như mình không thích là mình không thích, tâm trạng mình sẽ không được vui. Còn bây giờ đó, công việc ở nhà nhiều làm, tức là không có thời gian nghỉ ngơi luôn á, cứ buông ra là có việc, buông ra là có việc để làm, nhưng mà đều là việc mình thích nên là mình cảm thấy nè không có bị khó chịu trong người, đầu óc cũng cũng kiểu như là thoải mái hơn nhiều so khi với đi làm ở công ty á. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay, nghe cơ tâm sự về những khó khăn khi mà đang làm visa cho mẹ. Mọi người nhớ luôn luôn là like kênh và ủng hộ gia đình của cơ nha. Mong là tương lai mẹ cơ sẽ có visa, sau đó thì sẽ có người phụ rồi đó, thì thôi không hứa nữa. Có nhiều người nói là cơ hứa thật nhiều, hứa thật nhiều. Mong là tương lai sẽ có nhiều thời gian và có thể đăng nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.